Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của BQT. Chắc là các bạn đang nghe rất nhiều đến Slenderman. Và ngày hôm nay bọn mình sẽ chơi một tựa game liên quan đến nhân vật này. Nghe chừng rất đáng sợ đấy. Không biết ông Slenderman sẽ làm gì mình trong game thì các bạn đừng quên bấm nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo cho bọn mình nhá. Và cũng đừng quên theo dõi kênh TikTok của BQT. Mình sẽ để link và hình ảnh ở trên mặt của ốc luôn. Nhớ vào TikTok để theo dõi nhé. Bạn nào dùng TikTok nhớ vào theo dõi kênh TikTok của BQT. Còn bây giờ vào game xem Slenderman sẽ làm gì mình chắc chắn là tựa game này có tên là gì hả ốc? Slender The Arrival. Slender, cuộc viếng thăm các bạn ạ. Chắc là Slender là tên của Slenderman đó. Đúng rồi, viết tắt của Slenderman. Và bây giờ mình sẽ vào game luôn. Đây là một báo cáo về những cuộc mất tích các bạn ạ. Đấy, vào những năm 1901 đó. Thế là có rất nhiều vụ mất tích xảy ra hả? Đúng rồi. Trong một chiếc xe ô tô vẫn còn đang nổ máy. Mình nghĩ thế bởi vì là đèn sáng nha. Thông thường thì chúng ta được hướng dẫn bởi sự tận tâm, tình yêu và sự trìu mến. Nhưng có một cái ràng buộc đã kéo chúng ta xuống mà không được thương lượng một cái gì cả. Trời ơi, game này u tối vậy. Và khi bạn đang tự tìm kiếm bản thân mình cách đơn độc thì anh ta đã mang bạn đi. Và liệu nó có thể mang bạn đi bao xa? Nó bế bạn đi tới đâu mình cũng không biết luôn, nó bế ốc đi đâu bạn. Vậy là mình đang hóa thân thành một YouTuber à? Đang đi quay video à? Hôm nay xin chào các bạn, hôm nay bên của anh Quốc lại tiếp tục đi làm vlog quay tìm hiểu về sự thật về Slenderman, xem Slenderman có thật không nhá. Ok. Rồi. Đây đây, hiển thị màn hình là đang quay rồi nha. Bọn mình đang ở một cái chỗ khu đất này, là khu đất đang được giao bán đấy các bạn. Đúng rồi, mình nghe nói ở đây có Slenderman nên tụi mình đến quay. Nhưng mà đi đến đây thì gặp ngay cái khúc gỗ, cái cây này nó đổ. Đúng rồi. Thế là mình không lái được xe ô tô vào. Và các bạn có biết không, Slenderman là một nhân vật nó có trong truyền thuyết đô thị các bạn. Người này thì là một cái người đàn ông dáng cao gầy và không có khuôn mặt, chỉ là một mặt phẳng thôi, không có mắt mũi miệng gì hết. Và luôn luôn xuất hiện trong bộ com lê màu đen. Ông này thì chuyên đi rình dập và như kiểu là làm gây sự đau đớn cho con người, đặc biệt là trẻ em nha. Ông ấy chuyên bắt cóc trẻ con nữa hả ốc? Kinh vậy. Rồi, và tụi mình không thể đi được nên bây giờ tụi mình sẽ tiếp tục đi bộ theo con đường mòn này. Và mình thấy có vết bánh xe đi vào đây, chắc chắn là sẽ có người đang sinh sống và họ vừa đi qua đây thôi. Theo mình được biết là các bạn mà muốn hỏi mình là tại sao mà biết là có Slenderman lại vẫn đi vào, tại vì bọn mình nghĩ rằng là cameraman thì thường bất tử. Đúng rồi, cầm hẳn cầm camera là không bao giờ bị vấn đề gì nên bọn mình rất tự tin. Đâu rồi Slenderman, đâu rồi? Đây có một bức tường gạch. Mình sẽ đi theo con đường mòn này, mình nghĩ là sẽ tới được một ngôi nhà nào đấy thôi. Thời tiết rất là đẹp và nó khác hẳn với cái intro mà bọn mình vừa xem. Ui. Một chiếc xe Jeep, đúng không? Một chiếc xe Jeep rất xịn sò con bò luôn. Alo, có Jeep anh chị nào mắc lắm đó các bạn. Alo, có anh chị nào trong xe không? Không có các bạn ạ. Sao đi đây lại dừng xe nhỉ? Chết máy. Chắc chết máy các bạn ạ. Vậy là con đường này còn dài lắm hả? Hoặc là người trong xe bị Slenderman bắt cóc rồi. Chứ không làm sao dừng xe giữa dốc thế kia. Đúng rồi. Đi đây có tường đó các bạn ạ. Mình nghĩ là mình không nhảy được qua tường đâu. Đấy, không nhảy được các bạn ạ. Đi lên qua đây thôi. Vẫn còn vết bánh xe, chứng tỏ vẫn còn xe chạy qua đây nữa. Chắc là cũng có nhiều người muốn khám phá ở đây đấy. Đây này, bóng của mình đấy. Mình đang cầm một chiếc máy ảnh trên một cái giống như là tripod các bạn ạ. Đây rồi, có một ngôi nhà trước mặt mình này. Giống như biệt thự hơn. Biệt thự ở trong rừng. Đúng rồi, biệt thự trong rừng. Liệu đây có phải nhà của Slenderman không nhỉ? Không biết nữa. Kia có cái gì kia? Giống như là một cái tấm tờ rơi liên quan đến những người mất tích. Đây, thực sự là ngôi nhà này đang được giao bán các bạn ạ. Thôi mình đi đến nhà này sao trời tối hợp lý nhỉ? Trời tối là rất là ghê luôn đấy các bạn. Đúng luôn. Đây là Charlie Matheson. Đấy. Người bạn nhỏ này đã bị mất tích. Và cái tờ rơi này là tờ rơi tìm kiếm bạn ấy nha. Xong rồi ốc ơi. Thế là đứa nhỏ mất tích rất hợp với câu chuyện em kể, đó là Slenderman rất thích bắt cóc các bạn nhỏ. Đúng rồi. Rồi xong, trời tối luôn, quá đẹp. Trời ban ngày đỡ sợ, trời tối đúng là tí gặp ông ấy đái vào quần luôn các bạn ạ. Ok, order gọi ship cho anh mấy cái bỉm đi. Xong là tí mặc vào luôn đi, bây giờ là hơi căng thẳng rồi. Sợ gì, chả gì căng thẳng, quá bình thường. Nhà tối tối này lại còn có mấy con
mấy cái con bọ các thứ. Nhưng bạn nào biết thì nhà trong rừng thì khi mà chúng ta bật đèn thì sẽ có mấy cái con bọ, cái con bướm các thứ nó thu hút bởi cái ánh đèn, nó sẽ bay lại cái gần cái đèn này này. Hello. Hello. Có ở nhà không? Không có, không có ai nói gì tôi vào nhé. Không ai ở nhà đâu, vì nhà này đang giao bán. À không, mình nghĩ là nhà này phải có người ở nhà mới giao bán các bạn ạ. Đây rồi, có điểm rồi, trên bức tường vẽ một hình giống hệt như là Slenderman. Cũng không có mắt mũi miệng gì và rất là cao trong một khu rừng. Rừng, thế là khu rừng này đúng thật có Slenderman. Đúng rồi, các bạn nhớ like video và đăng ký kênh cho mình tiếp tục đi quay cho các bạn xem khám phá gọi là những ngôi nhà bỏ hoang. Ngôi nhà bỏ hoang ở trong rừng có Slenderman. Hay quá. Ghê quá, trời tối. Đây giống như là bàn ăn đấy các bạn ạ. Có quả đèn chùm vẫn sáng nha, chứng tỏ là có người vẫn vừa ở đây thôi. Thì chắc phải có người ở đây thì người Lũ. Ta mới có người liên hệ bán nhà các thứ, người ta vào xem nhà chứ. Có ở nhà không á Lũ? Sao tự nhiên mở hết cửa ra vậy? Cứ tưởng Slenderman đứng trên đồi ấy. Mở ra cho nó mát. Ôi giời. Cái gì trên bàn đấy ốc? Nó giống như là một cuộc biểu diễn các bạn ạ. À vé xem biểu diễn hả? Ừ đúng rồi, biểu diễn nó diễn ra vào 9 giờ sáng ngày 18 tháng 10 năm 2009 các bạn ạ. Ở trên số 615 phố Everson. Đấy. Ok, thì mình có đi xem biểu diễn đâu mà. Ừ. Rồi. Kìa. Bếp. Có một cái đèn pin này các bạn. Đèn pin này và một cái điện thoại. Ồ, bật được đèn pin này. Ồ, đỡ sợ. Có cái điện thoại kìa. Ờ, có điện thoại, nghe điện thoại này. Không có một cái tin nhắn cũ nào. Có một tin nhắn. I hope everything's okay. I know there's been a lot to take in and wrap your head around. It'll be good when Lauren gets there to help you sell the house. Take rồi sao có cái gì trong ngôi nhà này hả? Bây giờ trong lúc ốc vừa nghe thì mình sẽ đi kiểm tra xung quanh ngôi nhà xem có gì không các bạn ạ. Kate, chủ nhà này tên là Kate các bạn ạ, đang giao bán ngôi nhà này và cái thông tin vừa nãy mình nghe được là có thể là cái người mà gọi điện đến là sale bất động sản. Và anh ta nói rằng là biết rằng mình ở quanh đây thường hay nghe những tiếng hét thì phải. Nhưng mà người ta bảo là người ta sẽ cố gắng bán ngôi nhà này và có gì người ta sẽ liên hệ với mình. Và người ta dặn mình là hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt, take care. Ok. Chết rồi, tối rồi, kinh quá các bạn ơi. Mình rất sợ trời tối mà game kinh dị nào cũng phải là trời tối mới chịu. Rồi, cái gì đây? Có một tấm thiệp cảm ơn các bạn ạ. Kết nha, người viết là Kết. Tôi không thể nói gọi là cảm ơn đủ như tức là tôi không biết nói lời nào hơn là cảm ơn vì đã đến đây và để giúp tôi. À, đây là một cái nơi cũ kỹ ở trên một cái con đường rất là đẹp. Tuy nó là một ngôi nhà cũ nhưng mà vì nó ở trong một cái con đường rất đẹp nên chả là rất đẹp là mong muốn là bán được nó, bán được căn nhà. Và tôi hy vọng rằng là tôi sẽ được gặp bạn sớm hơn. Tôi thì không có một cái ý tưởng nào bây giờ nhưng mà một khi có thì đó sẽ là nó sẽ là tất cả ở phía sau tôi. Ủa là sao? Cái gì vậy? Chả hiểu. Linh tinh các bạn không hiểu. Ông ơi ăn táo không? Ở đây anh thấy có táo đủ. Này. Đủ. Ôi. Ôi. Rồi ăn này ăn không? Đấy lại có một chiếc điện thoại. Nhà lắm điện thoại thế. Ừ. Được, không có sóng các bạn ạ. Những con chim non. Lên tầng đi. Cái gì đấy? Cái gì kít à? Chắc cái cửa các bạn ạ. Nhà cũ rồi mà. Ủa một bức thư dài thế. Mình có đọc không? Tóm tắt qua cho các bạn nghe đi không? Ok. Đây là một người bạn cũ gửi thư cho Kết. Và việc đầu tiên người ta nói là người ta biết là cái thời đại này thì người ta đã ít viết thư rồi. Nhưng mà tại vì là cái sự trân trọng nên là người ta vẫn muốn ngồi xuống và viết thư cho Kết. Và người ta viết thư này để nhắc lại cho Kết về những kỷ niệm thời thơ ấu là Kết và bạn này thường hay đi săn ma. Đó là cứ cầm đèn pin xong đi vào rừng cứ thấy âm thanh cái là nhảy tưng 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 lên. Đấy. Ngáo à, ngáo rồi. Đấy, đúng rồi. Người ta gọi đấy là nghịch ngu đúng không? Đúng đúng. Thôi nói chung là đấy là sự tích của ngày xưa Kết và bạn đi săn ma đó. Mình thì không đam mê săn ma. Thật ra cũng không biết lắm. Là có ma hay không nhưng mà cứ thấy âm thanh là cái là tưng 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 lên hiểu không? Nhảy lên. Ngáo rồi các bạn, mình sẽ lên trên tầng xem nào. Ui, bức tranh treo giấu cái chỗ vết tường nứt à? Không phải mà là nó rụng xuống. Nhà này mình nghĩ là mình không mua đâu, dù rẻ nào mình cũng nghĩ là mình sẽ không mua. Tại vì nó quá cũ rồi ấy. Đấy bây giờ cứ cầm đèn pin này nhảy nhảy vào rừng. Cái xong là thấy có cái gì thì là hú lên. What the hell? Thấy có đời người nào đến thì... Đấy kiểu vậy. Đây là được. Toilet. Toilet nhìn rất kiểu ngày xưa các bạn ạ. Qua trong này không? Nhìn bồn tắm ghê quá. Mình bị ám ảnh các bạn ạ. Đồ nôn vào bồn cầu.
rất hợp lý luôn các bạn. Hình như ngôi nhà này chỉ có 2 tầng thôi, liệu có tầng hầm không nhỉ? Anh không biết nữa, lúc ấy mình quên chưa kiểm tra kỹ hết tầng. Ừ. Mở hết ra đi, mở hết cửa ra. Anh mở cửa ra cho thoáng chứ. Ê, mình cũng ám ảnh với tủ quần áo lắm nha các bạn. Mình rất là ghê tủ quần áo luôn á. Chắc tại mình xem phim hơi nhiều thôi. Bọn mình đã nghĩ nhiều rồi bạn, không có gì đâu. Ờ, một căn phòng ở cuối hành lang. Slenderman. Mình vừa quay được, mình vừa quay được Slenderman nhá. Các bạn nhớ like video, đăng ký kênh để mình tiếp tục livestream quay video. Chết rồi, sắp đái là quần rồi còn giới thiệu cái gì ạ? Mình cần một cái chìa khóa để mở căn phòng ở cuối hành lang. Bao giờ cũng thế, căn phòng ở cuối hành lang bao giờ cũng sẽ khiến cho mình cảm thấy bí ẩn. Đấy cũng chỉ là vì mình đã xem phim quá nhiều thôi chứ cũng không có gì. Mấy cái bồn tắm này người ta không xả nước đi, kinh quá các bạn ơi. Nhà cũ nó tắc đường cống cống rồi. Thế thì bán cho mà. Ở đứng bán cho Slenderman. Mình về nếu mình mua thì mình phải thông cống. Ờ, nói chung là mình đã có một chiếc chìa khóa rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ mở. Rồi. Mình vừa nhìn thấy Slenderman ở đây mình sẽ. Bê Quy Thành kiểu như không đi được nhanh. Ồ, biết ngay mà. Căn phòng này như kiểu có một ai đó ở đây và vẽ rất nhiều hình thù ngoạch ngoạc về những cái cây này. Trốn thoát này. Bị nhốt đấy. Bị nhốt trong này ấy. Tất cả các bức tranh ấy đều có liên quan đến Slenderman. Những nét gạch này, những cái cây này, đèn tín hiệu này. Ừ. Vậy là cái bạn Kate này và người bạn ấu thơ là đi ra rừng, bìa rừng để săn Slenderman. Và cái cửa này đã bị vỡ. Và cái lối sau mở, mình nghĩ là có người đã trốn thoát khỏi đây bằng cách phá cửa ra. Ờ, cái chốt đèn kia quen với cái hình vẽ ở đây này. Ừ. Hay là chính chỗ đấy nhỉ? Đây này. Chỗ đấy thì sẽ Slenderman sẽ không đến được hay sao ấy. Ôi tối quá, tắt để mình tối quá. Rồi sao? Ôi có cái gì đây? Có một cái tấm bức tranh á. Ờ. Rồi xong, sao mà xem. Rồi xong. Bây giờ. Đây này, mình can you see it? Bạn có thể nhìn thấy nó không? Cách thoát khỏi nó là nhảy lên, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Nhìn thấy nét vẽ này không? Đó, thoát khỏi nó là nhảy lên này. Khi mà ở trên đỉnh tròi à, nghĩa là mình sẽ đi đến chỗ đấy. Ừ, và leo lên đỉnh. À, ok. Rồi xong, ok. Ok nha. Rồi bây giờ tìm cách thoát khỏi thôi. Ok các bạn ơi, mình nghĩ là mình sẽ phải đi cửa chính thôi. Mình không nhảy ra được, mình không phải là điệp viên. Mình thử rồi. Mình chỉ là một YouTuber thôi các bạn. Ừ. Yeah. Gara có ô tô. Ừ, có ô tô này. Ừ, mình chưa kiểm tra nhà kho các bạn ạ. Không có gì đâu các bạn ơi, mình đi tiếp đi. Thế hả? Cứ đi vào nhà là cảm thấy nó cựa mồ. Mình thấy là đằng sau này có một cái cổng để hướng lên cái tháp, cái chỗ anten mà mình cần đi đến đó các bạn. Ngôi nhà này cũng khá là to và đẹp đấy. Nó có cả khu vui chơi ngoài trời này các bạn này. Nhà liên hoan ngoài trời. Ờ, mỗi tội là hơi cũ kỹ. Không phải hơi mà rất cũ rồi. Đi thôi. Có một con đường mòn dẫn lên đấy. Slenderman, tôi biết. Tắt đèn đi. Tôi biết ông có ở đây nhưng tắt đèn tối quá các bạn. Anh sợ lắm, anh sợ. Khi anh mà có chơi đi nhanh được không? Chơi game kinh dị có đèn còn đỡ các bạn ạ. Chơi game kinh dị mà không có đèn thì sợ lắm các bạn. Đi nhanh thì sợ mất sức. Cái gì đây? Một cái máy màu vàng các bạn ạ. Ô, nó mở đường điện trên cái lối đi cho mình này. Ok, như thế giống... thì tắt đèn đi má ơi. Ờ nhỉ, bây giờ mình mà cứ bật đèn Slenderman nó đứng trên đỉnh đồi nó nhìn thấy thằng này đang bật đèn thì nó xử lý mình xong nhỉ. Nhưng mà đi đây tối rồi. Tối rồi bật đèn lên. Cứ đi theo đường mòn mình nghĩ là sẽ lên được tới trên đỉnh thôi. Đúng, nó có hẳn đường dẫn còn gì nữa. Slenderman ơi, tôi biết ông ở đây nhá. Ông xuất hiện đi, tôi quay clip, tôi đăng video YouTube tôi kiếm tiền. Đấy, xuất hiện luôn, nhìn thấy không? Slenderman đấy các bạn ạ. Đấy, biến mất rồi. Khi mà Slenderman xuất hiện nó sẽ hơi kiểu nhiễu màn hình á. Tôi thấy rồi nhá, các bạn thấy rồi đúng không? Các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh để tụi mình tiếp tục đi quay vlog Slenderman cho các bạn xem. Mình xấu hổ quá. Không sợ các bạn. Mình đã có ốc. Cái bảng gì ấy? Đã có ốc và các bạn đồng hành rồi. Mình thấy có một cái gì đấy nhấp nháy ở đây các bạn ạ. Mình nghĩ là lại có một cái thông tin gì về một người nào đó bị mất tích. Tắt đèn đi, trả lại tâm trí đây, vẫn là em bé đấy các bạn ơi. Ờ.
Mình có thể tắt được cái khung quay đi các bạn ạ. Ừ. Mình để này cho nó tự nhiên. Thực ra mình vẫn đang quay nhá các bạn, chứ không phải là mình không quay đâu. Mình để này cho các bạn nhìn nó nét. Đấy. Alo. Đường xa thế. Xa lắm. Đường còn xa. Ui. Gì ấy? Một nhà hàng xóm à? Đường còn xa mà nhà thì lại có mà. Lô. Game này nó không sợ mà Bê Quy Thành nói là mình giật mình á các bạn. Nói bé thôi. Lô, có ai trong này không? Alo. Nhà này bỏ hoang rồi, nhà này còn không có một cái gì. Lô. Where are you from? Không có ai ở đây các bạn ạ. Cái nhà này bị cháy rồi. Ừ. Nhà này gần như là có bạn kìa. Alo bạn ơi. Ủa sao bạn đóng khố à? Bạn như năm bao nhiêu bạn đóng khố? Bạn đóng khố hay là mặc xịp ý nhỉ? Đóng khố. Bạn ơi, bạn đóng khố hay bạn mặc xịp ấy? Alo. Mà đấy. Lô bạn ơi, tôi nhìn bạn nhá. Alo. Chắc là bạn trẻ con bị Slenderman bắt trốn vào đây trốn thôi. Bạn ơi. Đang khóc đấy. Không có quần áo gì hết. Nhìn mặt nó kinh thế. Nhìn mặt kêu nó gầy quá các bạn ơi. Bạn ơi, sao bạn đóng khố chạy linh tinh này? Mình vừa bỏ qua gì ấy. Mình vừa ngoảnh mặt đi cái là bị dọa mình chả biết gì luôn. Các bạn ạ, mình sợ quá các bạn, mình biết ngay nó dọa mình. À, có một tờ giấy các bạn. Trên này viết cái gì đây hả ốc? Nơi này bị làm sao vậy? Có điều gì đã xảy ra với chúng tôi? Chẳng có một câu trả lời nào ở đây cả. Trông giống như là tôi đang bị điên phải không? Có những thứ mà tôi nhìn thấy vào những buổi tối. Tôi không biết. Tôi không biết nó là cái gì nữa. Và Charlie thì đã biến mất rồi. Nói chung là có những cái từ nó bị mờ, mình không nhìn rõ các bạn ạ. Tôi chỉ có hit, tức là tôi bị đánh. Bụp, bụp hả? Không, bị đánh một cú thôi, một cú ấy. Và tôi vẫn đang nhìn, tôi vẫn đang quan sát. Tôi vẫn đang nghe anh ta thỉnh thoảng. Điều này rất là dễ thương. Và buồn cười một chút. Thế là Slenderman buồn cười à? Thế thì mình sẽ đi tìm Slenderman. Alo. Chắc nhà này hết rồi các bạn ạ. Chắc là cái em bé vừa nãy viết bức thư đấy đấy. Mình cũng thấy bất ổn quá, mình có nên ở trong cái nhà tiếp đâu. Hay nhà này em bé bị chết cháy trong nhà này, đây là linh hồn của em bé này. Ừ. Thôi khỏi đi, đi ra ngoài lên tháp đi, mình nghĩ chả còn gì đâu. Thế được các bạn ạ, mình cũng không thích ở cái nhà cháy cháy đâu. Mình thà chạy lên tháp đi luôn kìa các bạn ơi. Kìa. Thì nhiễu nhiễu ấy. Thế là mẹ. Nhiễu đâu, chẳng thấy nhiễu đâu. Mắt anh nhiễu đó. Như Slenderman vừa ấy anh á. Ấy anh cái gì anh, vừa ấy Slenderman thì có. Rồi đường đi là đường lối nào đây? À kìa, ra đây xem có gì không. Họ đang xây dựng một cái gì đấy các bạn ạ. Nhưng mà đang xây dựng đây thì bỏ dở. Không hiểu vì sao lại bỏ dở. Hay là do Slenderman phá quá. Giống như xây một căn nhà hay là hoặc đang xây hết đó. Tiền. Đang xây nhà phá sản. Cách không xây nữa. Hết rồi các bạn ạ. Mình nghĩ là khu này nó chỉ có thế thôi. Mình lên đi lên theo cái đường kia. Kinh quá các bạn ạ. Có gì đâu mà kinh, quá bình thường luôn. Đấy, mình đã rất là hy sinh đến đây quay vlog cho các bạn xem này. Các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Bây giờ mình sẽ lên trên nhà. Ở trên này mình nhìn thấy một ngôi nhà rất là xì đèn đen xì xì đằng xa kia. Nó giống như một cái nhà kho. Cái gì đây? Công viên offside. Đóng cửa rồi. Đóng liệu cửa. Có đi vào được không đây? Cửa chính này không đi được rồi, bị chặn mất tiêu rồi. Không đi cửa chính thì mình đi cửa phụ. Cửa phụ mở luôn mà. Mình chui vào luôn. Kính nhỉ. Cứ đi vào nhà, nó cứ nhạc hồi hộp ghê. Nó cứ rồi. Bên nó cứ vào nhà là cái nhỉ. Giống kiểu là khu vực nhân viên. Mình bị ngáo không hề tỉnh táo. Nhưng mà bây giờ không còn ai ở đây nữa. Và cảm giác rất lâu rồi không ai thèm đến đây các bạn ạ. Sửa điện nữa. Không sửa điện được các bạn. Hỏng hết rồi. Find me. Tìm tôi đi. Lauren hãy tìm tôi đi. Kìa trên bàn có cái gì kìa. Một kìa kìa. Oh my god. He came anh for me. Anh ta he ở đây chính là Slenderman nha các bạn. He is Slenderman. Và gạch ở dưới luôn. Slenderman đến vì tôi nên anh ta đã đến. Tại sao tôi lại không nghe được gì? Anh ấy đã đúng.
anh ấy nói rằng điều này là điều phải xảy ra, hãy giúp tôi với, đừng để anh ấy vào trong. Anh ấy tức là Slenderman nha. À, chúng ta cần CR, anh ta biết cách để kết thúc điều này. Hãy đến và tìm tôi đi. Không hiểu. Hay là tìm cái người nào mình cũng không biết luôn ở trong khu rừng này. Và hình vẽ nghịch ngoạc này chắc là Slenderman rồi. Chính xác. Một thực thể rất là đen tối các bạn. Gì đấy? Ai giờ intro giật cán mình. Slender. Gì đây? Đây này, mình đây này. Ui, nhìn Bê Quy Thành à. Trông kinh thật các bạn ạ. Ngầu như trái bầu. Đang ở cái nhà đấy đấy. Mình đã đến cái phần tiếp theo đúng không? Đến cái phần tiếp theo như kiểu một cái đoạn lưu game ấy các bạn ạ. Phải mi đi tìm nó đi các bạn ạ. Nó là ai mình cũng không biết luôn. Hôm nay bỗng nhiên không ngủ vì dăm ba cái view các bạn. Dăm ba cái view tôi đến đây quay đây nhà gì đây ta? Một vài cái quy định của cái công viên này các bạn ạ. Đó, quy định bla 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 bla. Quy định mình không cần phải đọc quy định cái gì. Đây là một cái bản đồ để được đến với cái khu này, một khu công viên được mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối. Công viên trong rừng chắc là để ngắm thú. Cho thuê các bạn ạ, cái này để cho thuê ấy. Không nhìn được vào trong các bạn ơi. Rồi tiếp tục hành trình thôi. Gì này, đường cụt à? Gì ấy? Anh đi sai rồi. Anh đi sai rồi à? Anh nghĩ anh cũng đi sai rồi các bạn ạ, không ai chui vào đấy được cả. Đi đường chính đi, anh vừa đi vào đường ấy mà. Đây, lối sau từ cái khu đấy ra đây. Đúng mà. Ủa sao lại đi vào đường cụt nhỉ? Chỗ này có cái ràng rào không đi được đấy ông này. Thôi cứ đi chui vào rừng xem nào. Chui vào rừng á? Nó không có đường à? Ai biết. Ui chui vào rừng thì nguy hiểm lắm. Nhìn ghê lắm. Đây. Toilet các bạn ơi, một cái toilet. Thấy chưa? Bảo chui vào rừng, ớ không tin. Có ai đang đi ị bên trong không nhỉ? Không các bạn ạ. Ủa sao đèn vẫn sáng này? Lô. Đèn nó sáng vì là cái nguồn điện ở dưới lòng đất đó. À nói chung là đây là một cái toilet à, không là cái đèn gì các bạn, không phải đèn điện. Mình đi tiếp thôi các bạn ạ. Đây mình, đường đây này. Mình thấy có đường rồi. Mình cứ đi thôi. Cứ đi cũng lắc trong hết cả mặt ra. Có một cái thùng. Đi bên trên dẫn đến cái thùng rồi đi bên dưới đi. Cái gì à? Help giúp me, giúp tôi. Mình phải tìm tại 1 1 trên 8. Mình phải tìm 8 cái này, 8 cái giúp tôi hả? Cái gì nhạc gì ấy? Cái gì mà bùng 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 ấy? Thôi nhạc để tăng độ khó cho game thôi. Không có gì. Thề luôn, đi vào trong rừng buổi tối đúng là kinh dị luôn. Nếu bạn nào mà nhà ở trên rừng chắc hiểu cảm giác đấy. Ngày xưa mình đi rừng vào buổi tối mình nhìn cái lùm cây, nhìn cái thứ gì xung quanh đều tưởng tượng ra một cái thứ gì đó rất là ghê, giống như của một con ma, một con quỷ các bạn ạ. Bê Quy Thành toàn bốc phét rồi các bạn ơi, tìm thì chẳng tìm. Đang tìm đấy. Một... Ấn đầu thùng rác. Ấn đầu em vào thùng rác. Ấn đầu anh ấy. Ấn đầu em vào thùng rác, ruồi bầu đầy mồm. 8 tờ nha. 8 tờ cơ à? Cứ tìm như anh này còn sơi mới tìm thấy hết. Đi tìm nhanh nữa các bạn ạ, mình cũng không mất thời gian ở trong này đâu. Đi đái, đái các từ đây. Kiểu gì? Có không cả. Nhiều phòng. Tự nhiên cho nhiều phòng, không biết tìm ở đâu luôn. Ôi, Slenderman. Anh ơi. Ok, có một cái tấm kia. Không phải, một cái điện. Ủa, giật này là hiệu ứng của nó đấy. Nó đi chưa? Nó đi rồi. Nó đi rồi, nó hết rồi. Ôi, nó vẫn ở đây ơi, ra đi. Ôi anh ơi, em xin lỗi anh ơi. Trời đấy nha các bạn nhá, hôm nay mình quay vlog các bạn thấy tận mặt Slenderman nhá. Đấy, dầm chưa? Ở trong này có không ta? Chắc là phải có, mình bỏ sót rồi. Mình chưa thấy cái tờ nào các bạn ạ, có vẻ như không có rồi.
Đây. Đó. Liệu nó có hai tờ một chỗ không? Tất nhiên là không các bạn. Anh nghĩ là nó không ngu như thế đâu. Ừ. Vì cái map này rất là rộng nên là mình nghĩ là nó sẽ phải là ở nhiều nơi khác nhau. Tiếp tục đi theo con đường mòn. Mới tìm được hai cái rồi. Đã gặp Slenderman, tí nó hôn vào mồm mình các bạn. Thì mà rung rung đấy anh ơi. Bên đấy rung thôi, bên này không rung. Bên nào rung chắc là nó ở đấy các bạn ạ. Đúng rồi. Khung này chỗ này chắc... là khu container để tìm cái gì đấy. Đây. Thấy luôn. Có để một, hai cái ở một nơi không? Sợ quá các bạn ơi, mình đi mình tập trung mình không dám nói gì nên các bạn thông cảm cho mình nhé. Tìm mà, phải tìm đồ mà. Bốn rồi. Đây như kiểu là một công viên sinh thái đồ á. Có cả hồ nước luôn này. Không nhảy được. Bên này mình thấy có cái gì các bạn ạ? Đi vào bằng cách nào? Đi lên trên kia vòng xuống. Tập trung một tí là chúng ta sẽ tìm được 8 cái đó. Mong là anh Slenderman không đến đây ôm hôn mình, đứng chặn đầu mình cũng mình không biết. Dọa là... thôi, mình biết rồi. Nãy gặp hẳn gần thế còn chả làm gì nữa. Dọa thôi. Nó trêu đùa mình đã bảo rồi, nó làm cho mình thật là sợ hãi khiếp vãi xong nó mới bắt mình. Nó chẳng làm em sợ tí nào. Đốt pháo à? Đứa nào đốt pháo đây? Cái gì đấy? Đốt pháo xong rung 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 đấy. Ôi tôi chạy đi ghê quá. Đi cầm pháo đi hay như nào, cầm được pháo. Ôi trời trời trời. Hỏng rồi. Đi rồi các bạn, chạy 36 ghế chuồn là thừa sạch. Anh nghĩ nó ở quanh đấy thôi, nên là mình mới có hiệu ứng đấy. Bên này. Và nhìn thấy bên này có cái lều đây. Đây rồi. Mấy rồi, 5 trên 8. Ôi cái gì vậy? Ôi. Ôi anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu ốc này. Điên à? Bên mình đánh điên rồi các bạn. Anh nghĩ là mình đi vào rừng đâu ạ, mình không nên ở đấy. Nó cứ đi vào rừng sợ lắm. Còn hơn nó ở ngoài nó đợi mình đó. Ủa, thế mình đi lại một hồi có một cái ô tô ốc ạ. Ô tô có miếng đấy không? Miếng 8 miếng đấy, đây. Trời lên đầm miên lại đến đấy. Đây là bụi cỏ lau các bạn ạ. Đâu rồi? Lại đi, phía trước thì nó sẽ không rung các bạn ạ. Cút đi. Cái đài phát sáng. Ở trên như có một tờ nữa nhỉ. Ôi anh ơi. Thôi anh ơi. Anh gì ơi. Dùng thế. Ê đang đuổi hả? Nó đang đuổi cái thế ốc. Ừ. Nó chỉ dọa mình những người yếu bóng vía. Mình là người không yếu bóng vía, mình không sợ đâu. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Thôi chạy. Ui nó. Nó bế mình đi đâu rồi? Nó bế anh đâu ốc ạ? Nó. Ủa, nó lại bế đến tảng đá. Anh ơi, trời em à. Các bạn nhìn thấy sức cuộn của nó không? Xong rồi nó mang cái bình quân bụi rồi ông ơi. Chết rồi đúng không? Tôi bị bế đi rồi các bạn ơi. Chỉ vì đi quay vlog Slenderman cho các bạn xem mà tôi bị bế mất rồi. À. Gì vậy? Gì trước mặt kìa? Sớm thức dậy ở một nơi xa. Không hiểu luôn sao tự nhiên lại ở đây luôn. Có một cái nữa không tìm thấy. Mình nghĩ là chúng ta không cần phải tìm nữa. Chúng ta được nó bế đi đâu và bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình thôi. Mình cũng không cần phải biết là mình tìm đủ đâu các bạn ạ. Nói chung là đi tìm đủ 8 cái đấy nhưng bây giờ là... gì vậy?
không vào được à? Không, có một cái ngôi nhà nhưng mà lại rất rất là vô lý, là người ta bịt kín hoàn toàn, là mình không thể nào chui vào được các bạn ạ. Thế thì mình đi tiếp. Đây như bình minh ấy, qua một đêm rồi. Ờ, bên này thì bị chặn đường rồi, chúng ta không thể đi được nữa. Và đây thì có một cái gì đây? Ui, một cái hang à? Không không, giống như một lối vào của công viên. À, nghĩa là chỗ mỏ, này bạn, mỏ trong núi. Ừ. Gì ai? Tự nhiên đi khu mỏ làm chi? Bị nó bế răng khu mỏ các bạn ạ. Nó đang trêu đùa mình. Thông báo đến tất cả các nhân viên ở đây. Ừ, một cái báo cáo. Thôi nói chung mình không quan tâm mấy cái này đâu các bạn ạ. Mình đi tìm tiếp này. Mình cũng chả biết mình đang làm gì nữa. Mình đã quay tận mà Slenderman cho các bạn xem là nó có thật rồi, nó bắt mình. Và bây giờ mình xem là nhiệm vụ tiếp theo của mình là chỗ này sẽ làm gì. Chắc là mình nghĩ sẽ không phải là đi tìm 6 cái tấm kia nữa, mà nó sẽ là một nhiệm vụ khác. Thế thì không tìm đủ cũng chẳng sao à? Bị nó bắt đi rồi, tìm gì nữa. Nó đưa đến một chỗ hoàn toàn khác rồi thì mình sao tìm cái đấy nữa. Ờ. Cái gì ấy? Thế rồi, nó đóng cửa rồi. Cửa luôn rồi mà. Thả tôi ra. Thế bây giờ thế là bây giờ mình phải tìm cách để thoát ra. Đấy, bảo rồi nó tròn mình mà. Ngu người chưa? Một cái cảnh báo các bạn của nhân viên trong hầm mỏ này. Đấy, hôm nay được đi quay vlog gặp Slenderman, cũng như là để tròn Slenderman. À đâu, Slenderman tròn mình các bạn ạ. Kết à? Tôi rất là ok. Khu rừng rất là đẹp. Đấy, hãy đến đây và ngắm nhìn khu rừng. Tôi sẽ tìm bạn. Ủa? Là Slenderman tìm Kết ấy hả? Ghê vậy. Không có gì. Một đoạn mà bài báo viết về cái nơi này. Cũng không có gì luôn. Rồi bây giờ chạy tiếp tục đi vào trong rồi các bạn ạ. Cái game này nó quá là đen tối, là mình chơi mình cũng hơi bị mệt mắt một tí, nhưng mà không sao. Hy sinh vì các bạn. Gần như là mũi tên là Slenderman vẽ à? Hay là ai đấy? Nhân viên ở đây vẽ. Người ta dùng những viên đá này, người ta gạch lên trên tường các bạn, những viên đá dưới luôn này. Mũ công nhân này. Ok. Cứ đi theo hướng mũi tên đi. Dằn bạc bạn mình kinh rồi. Bây giờ mình phải sửa cái thang máy này hả? Đây có một cái thang đi lên này, thấy mũi tên đi lên đúng không? Có, thấy rồi. Đây, đi vào đây. Thế là bây giờ... Sửa nhưng bây giờ phải có cách nào? Nó chỉ mới sáng có một đèn thôi, tất cả cái đèn này phải sáng mới sửa được. Bây giờ mình sẽ đi theo đường điện này. Anh đang đi theo cái đường hành lang này các bạn ơi. Nhưng mà hiện tại tối om chẳng thấy cái gì cả. Toàn van với cả mấy cái đường ống. Mình nghĩ là đường ống thông khí vào trong đường hầm này cho mọi người thở thôi. Đây có một cái mới ở đây. Đó, được hai cái. Hai trong tổng số, còn bốn cái nữa mình chưa tìm ra. Kìa. Không 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 không. No. Ừ, cái nữa ở đây. Gì vậy? Không biết, nó là cái tiếng máy thôi. Cái gì ấy? Kìa. Giữ đèn, bật đèn lên, ấn phải chuột. À, mày hả mày? Ấn đúng rồi, bật đèn lên, ấn phải chuột đuổi nó, đuổi theo luôn. Đuổi theo luôn, ừ, sợ đếch gì còn ấy. Anh sợ lắm các bạn, nó dám bâu lên mồm anh. Ôi giời, đây phải biết chơi. Đang hướng dẫn thế mà không biết, cái này vừa bật xong mà. Anh bị giật mình. Hai cái này bật rồi. Đây bật rồi đúng không? Ừ. Bật rồi này, còn một cái bên này nữa các bạn ạ. Đâu nhỉ? Mình vừa nhìn thấy một cái. Bê Quy Thành nó không tỉnh táo. Đây, đây đây các bạn ạ. Rồi còn hai cái nữa. Một cái bên này. À nó đấy, nó chạy đấy. Bây giờ nha, nhìn đến nó, nhìn thẳng mặt nó, giữ đèn pin, đấn phải chuột. Giữ bạn đúng mày, rồi. Mày vào đây. Quỷ chúa này. Đến gần mà, đến gần đi. Đến gần đi, nhìn vào nó, giữ phải chuột. Mày à, con bưởi này. À, con bưởi này đấy. À mày chạy đi, mày chạy đi. À mày. Kệ nó. À con chó này. Kệ nó, bật hết cái lên. Anh chưa bật cái kia đâu, đi ra làm gì?
Anh chưa bật cái kia. Đây à? Ừ. Trong này có cái nào đâu? Thế anh vừa bảo ở đây có một cái hả? Anh đoán. Nhìn nhầm à? Anh đoán thế thôi ốc ạ. Hai cái này bật rồi. Đúng rồi, chính anh đã bật nó. Ha, con bưởi này nó lại sắp chạy đến đấy. Đây, bật tiếp. Yeah. À, con bưởi đâu? Nào, lại đây. Lại đây. Sợ gì? Tao chẳng sợ. Nào. À. Không có. Đi ra ngoài, chiếu đẻ luôn mày. Con này là con điên trên cao nguyên, nó nhè ghét thật đấy các bạn. Đừng quay lại nữa, kiểu này mất hết phương hướng rồi. Sợ gì con đấy? Thấy chưa? Kể nó có vồ vào mình các bạn ạ, không vấn đề gì. Sợ gì đi giam bài không? Ha mày à. Lên tầng. Rồi các bạn ơi, đây cái cuối cùng đây rồi các bạn ơi. Đi về chỗ thang máy. Bạn ơi, nó chặn đầu mình phải quay lại ngay. Con Slenderman chết tiệt. Hết sức. Đang đoạn cao trào hết sức. Cái con kia nó không mất sức hay sao nhỉ? Chỉ có mình mất sức. Nó chạy như điên đấy các bạn ạ. Nó cứ đuổi theo mình thôi. Đấy, mình biết ngay mà. Khi nào tìm đủ là y như rằng không tìm thấy thằng. Con điên nó chạy nhanh thật đấy chứ. Đây rồi đâu, đây phải thang máy đâu. Trời ơi. Con này gọi là nó đuổi mình, nó kiểu theo đuổi mình luôn á. Đấy kiểu là một đứa trẻ bị Slenderman bắt giờ thành quỷ rồi. Hay là bên này, anh nhớ bên này. Đấy. Chạy đi rồi. Giờ sao xuống chỗ này? Đi tiếp đi. Chạy tiếp đi. Anh tìm chỗ nhảy xuống các bạn ạ. Không có chỗ nhảy xuống, có một lối xuống. Đó. Đi đâu ấy? Đi ngược lại, nó bên này mà. Đây rồi các bạn ơi. Đây. Ừ. Đúng, quan trọng là hết sức. Chạy một phát đến phải nhanh không? Đây rồi các bạn ơi, cố lên. Chúng ta lên được cái thang rồi. Nghe là còn trời. Rồi các bạn ơi. Rồi nó còn cố tình đến, nó đập mình một cái cuối các bạn ạ. Đây rồi. Thoát rồi các bạn ơi. Thằng điên, cứu đi. Vậy là chúng ta đã thoát rồi các bạn ạ. Nếu mà mình bị nó tóm một lần nữa là mình đã hy sinh. Nhưng không sao, mình đã thoát, mình đã khởi động được thang máy. Ba lần bị con này bắt là hy sinh à? Ờ. Ghê nhỉ. Rồi các bạn ạ, lên thôi. Trời. Quá là kinh, tìm một lúc mới thấy các bạn ạ. Lên nhưng cũng phải lên mặt đất đâu. Lên đâu á? Lên đâu không biết, nhưng mà nói chung thoát khỏi con đấy rồi. Rồi chúng ta sang một cái phần mới. Rồi xong, mình đây mình sẽ làm cái gì hả ốc? Chết rồi, Vương Thánh sắp hết pin máy quay rồi. À đấy, tắt máy quay. À đi ơi các bạn, đi ra ngoài. Ra ngoài được thế ốc. Ra ngoài. Cuối cùng cũng ra được ngoài rồi. Trời ơi. Ra ngoài xong về buổi chiều luôn.
vào từ sáng về buổi chiều. Nhạc rất là êm đềm. Anh nghĩ chắc cái máy quay phải có tác dụng gì với con Slenderman thế nhỉ? Cái này là cái gì ốc? Đây là một cái tờ thông báo của một bệnh viện các bạn ạ. Kết à? Hãy để lại chiếc nốt này trong trường hợp mà bạn thức dậy vào tối nay. Đấy. Tôi sẽ không nhắc gì ạ, vì bạn không nhớ gì về chuyện gì đã xảy ra. Tôi đến để kiểm tra và tìm ra bạn ở cái công viên phía sau ngôi nhà. À, bạn đã bị vỡ cái camera và có một cái túi đầy những cái bức tranh vẽ. Đấy, tôi không biết là điều gì đã xảy ra, nhưng mà bạn bây giờ đã an toàn. Và bác sĩ sẽ giúp bạn. Bác sĩ hả? Thế là Kate bị sao? Bác sĩ đã đến giúp Kate rồi. Bác sĩ ơi, đến giúp tôi! Tôi bị Slenderman á! Anh là Kate hả? Vậy anh là Kate? Hay anh là ai? Anh là ai? Cũng có chuyện vẫn chưa biết mình là ai các bạn ạ. Mình chơi bây giờ mình còn bị Slenderman ám rồi, mắt của mình bây giờ cứ mình lú à? Mắt của mình bây giờ nhúc nhiêu màn hình rồi các bạn ạ. Rồi, có gì đây? Đang đi trên đường, gấu. Tôi thấy một con gấu cực kỳ xấu. Bắt tin vào Charlie. Nhưng mà nó bị lấy mất một mắt rồi. Gì ạ? Dạ? Tương tác. Nó nói cái gì xì xèo ấy. Bị điên à? Tiếng quỷ đấy, tiếng của quỷ đấy ông ạ. Dạ, tự nhiên là lên thiên đường luôn này. Anh lên thiên đường. Hả? Trắng toát này lên anh thiên đường. Anh chỉ mới xem sớm có nó. Game này hơi cay. Ôi, nó cho bên thành ra bãi biển luôn. À, đây là ký ức của con gấu các bạn. À, hồ, cái hồ không phải là biển. Đây, ngày xưa con gấu nó đẹp này cơ mà. Lúc nãy nhìn ở trong kia chết ghê. À, đây là mình hồi bé. À, Charlie đi. Ồ, thế mình là Charlie. Ăn trưa thôi. Mình đang chơi cát đấy nha các bạn. Đây, mình vừa xây hẳn một lâu đài cát. Đấy. Đi ăn trưa đi kìa, khổ lắm nữa. Ăn trưa ở đâu nhỉ? Cứ để bố mẹ phải gọi nhiều. Lạc rồi. Cứ đi chơi liền thai liền thiên liền lạc, đi về phía cái lều ấy kìa. Trên thuyền kia là bố mẹ trên thuyền á. Bố mẹ trên thuyền à? Ờ nhỉ, lên thuyền để ăn chứ ai lại đi sang núi để ăn. Cái gì bê quý thành, bố vậy. Bố mẹ ơi. Ồ, không đi được không ạ? Nó cấm mình đi sang thuyền. Nó cấm đi được không ơi? Ờ. Thế là phải đi theo bên kia rồi. Thế là trên thuyền không có ai hết. Ờ. Chết rồi, chạm vào con gấu phát là mình bị ký ức của nó cuốn vào luôn. Đấy, đây không đi được nha, bị chặn hết rồi các bạn ơi. Đi theo lối bờ hồ à. Chặn hết rồi. Cứ đi theo ven hồ này. Nói chung bây giờ cứ thẳng tiến thôi. Đấy, Charlie đi ăn trưa đi kìa. Đây, đây, đây. Đấy. Phải. Ô, mọi người không tìm thấy mình. Ủa? Charlie ơi, Charlie đi đâu rồi? Đây, em đây. Charlie nhảy cái bùm. Đây, Charlie ở đây. Em ở đây, cháu ở đây, con ở đây. Where are you, Charlie? I'm here. I'm here. Ủa, có ai nghe thấy mình hả? Con ở đây. Charlie. Con ở đây mà. Nhảy cái ùm đây lên trên là đến rồi. Con ở đây. Gì kìa? Cái gì đen đen trên bầu trời á? Ồ, như cái nét vẽ các bạn. Ồ, đây chính là xúc tua của Slenderman đó. Nó bắt Charlie rồi. Bắt mình đi rồi. Rồi. Vậy là mình là Charlie rồi các bạn. Rồi, quay trở lại với thực tại. Thôi đi tiếp đi, con gấu này tự nhiên xuất hiện chạm vào. Đừng có chạm vào những cái gì linh tinh đấy nhá, mất thời gian. Vâng, đi quay vlog. Charlie như là các bạn biến mất đúng không? Bạn bị mất tích đúng không? Mất tích đấy, Charlie bị mất tích đó các bạn. Vậy là Charlie trong một lần đi chơi với gia đình ở công viên này đã bị Slenderman bắt cóc. Rồi, đang đi quay vlog. Thích chơi một mình cơ các bạn nhé. Không được tách, nếu mà đi cùng người lớn hoặc là đi cùng cả nhà là không được tách ra đi một mình. Nếu không thì không chỉ là Slenderman mà có khi những kẻ bắt cóc sẽ bắt cóc các bạn. Ôi ôi. Báo.
Như thành đi vào hang. Tự nhiên phải chui hang. Tôi là người quay vlog nhưng mà trông tôi cực kỳ ngốc. Sao cái nhà ở giữa núi nhỉ? Nó làm giống như một cái trạm cấp phát á. À thế à. Qua trong này không? Tất nhiên là không. Biết nhưng vẫn hỏi. Hỏi để cho cảm giác đỡ bị sợ các bạn. Một cái tivi. Ồ, một cuộn băng kìa. Đi xem băng. Băng cái gì đây? Không biết nữa. Một cái vài cái thông báo gì đấy. Ồ, một cuộn băng nhá. Hình Slenderman. Đúng và rồi. Hai cái cây hai bên nha các bạn. Ê, ấn vào cái tivi thế nào. Mình cần một cái. Ồ, xem cuộn băng luôn. Cha băng, cha băng vào rồi, cha băng vào rồi. Mình là người lớn. Ngày hôm nay là ngày 19. My name is CR. Ma Thân Sơn. Đây là trang trại nhà Ma Thân Sơn. Điều tra về vụ mất tích của Charlie. Đây là cảnh sát rồi. Tôi là cảnh sát. Rồi. Hôm nay tôi sẽ đến đây điều tra. Cảnh sát hoặc là vẫn là một YouTuber ưa thích sự khám phá. Mình nghĩ là cảnh sát các bạn ạ. Ôi thôi rồi. Gãy đầu ấy, gãy luôn kiếm của Baby Thành rồi. Ha. Thôi xong rồi các bạn ạ. Này Slenderman nên bắt. À nó lắp vào được. Hê lắp vào được. Rồi. Theo tôi thấy là Charlie không đi bồn cầu này lâu lắm rồi. Nên là Charlie không... Cái gì à? Theo tôi thấy là chúng ta không có đèn pin. Đấy, nên là chúng ta nhìn loanh quanh, nhìn vớ vẩn. Không biết là cái gì với cái gì. Tôi om om. Thôi nên đi ra các bạn ạ. Mình cũng đâu có thấy cái gì đâu. Rồi, đi đập mặt vào tường luôn. Ngu người. Tối quá đi cái chỗ mà mình nhìn thấy đi. Chỗ này không có gì rồi này. Mình sẽ tích cực đi nhanh. Đây này là một ngôi nhà kho à? Một cái nhà kho các bạn ạ. Để những cái đồ, vì đây là trang trại mà, nên để xe với thùng á. Ừ, đây là xe bò kéo. Một cái vận thang. Cũng không có gì. Đi leo lên trên tầng xem là có gì không. Không có gì hết các bạn. Bây giờ mình sẽ leo lên trên. Oh, đâu, à, có tầng, gì đấy. Có gì. À, bức tranh vẽ Slenderman. Và những đứa nhỏ bị bắt cóc. Và đốt cháy. Thấy không? Thấy ngọn lửa màu vàng chưa? Thiêu rụi Slenderman rồi. Đúng rồi. Căng vậy. Thôi, đi, lên tầng đi. Rồi, chơi game xong bị lú như con cú, không hiểu. Mình không hiểu nó làm gì luôn mà. Mình được làm rất nhiều nhân vật để điều tra về những cái con Slenderman này. Không có gì, số thôi. Không phải những mà chắc chỉ có một con thôi, nhưng mà nó đang quá là ghê gớm ở đây. Nó ám cả khu rừng này và bắt cóc rất nhiều các bạn nhỏ. Đang với thuốc gai nên mình sẽ không đi được. Không đi được bên này. Ủa có lối nào đi qua bên kia không ta? À đây có cửa thế. Mình không đi cửa bên đấy nhỉ. Hình như cửa bên đấy bị chặn rồi. Ừ. Ủa rồi sao đi. Ủa không đi được. Ủa không đi được à. Không đi nhỉ. Đâu ta. Ai giời, hóa ra là đây các bạn ạ. Đi tìm nãy giờ. À, nó sẽ mở lối này lên cho mình. Đúng rồi, mình sẽ chui qua đây được các bạn ơi. Mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi khám phá, điều tra về vụ mất tích của Charlie. Ô, có cái gì nó nháy nháy kìa. Có một cái nó gì kìa. Một lời nhắc nhở. Nhắc nhở. Cái gì. Rồi. Gì ấy, cái gì vừa phát sáng đây. Đâu, cái này nó hết năng lượng, hết nhiên liệu này, thấy không? Máy phát này. Nhiên liệu các bạn. Rồi, mình nghĩ là cứ thẳng tiến lên khám phá tất cả mọi thứ xung quanh đây thôi. Mình điều tra, mình không nên bỏ sót bất cứ điều gì. Ủa, còn gì kìa? Con bù nhìn. Con bù nhìn trông kinh quá các bạn ạ. Bù nhìn này hay có trong phim nước ngoài mà gì đâu. Ở Việt Nam nhiều làng quê cắm bù nhìn để dọa những con chim, những cái để tránh nó phá hoại mùa màng các thứ các bạn ạ. Đây hết rồi. Nhìn để biết hết. Để còn phải quay xung quanh. Ui xồi, con bù nhìn trông được đấy các bạn. Bây giờ lại đi theo đường thôi. Ê, có xe gió. Hả? Wow, có một cái hầm. À, đường có xe gió đi bên kia. Rồi các bạn ơi, mình đi xuống hầm hả? Ôi dồi, bật cái gì ấy? Ôi, bật điện ở trong hầm. Ôi. Cẳng quá. Điện lập lòe này.
Ôi trời ơi, cái gì đây? Gì xanh biên mực xanh đỏ gì đây? Ủa ôi, đứa nào vẽ gì đây? Một quyển sách. Một sách gì đấy các bạn ạ? Ồ. Không có gì, một quyển sách thôi. Vẽ. Ờ. Thôi kinh quá, đi ra đi. Lập là lập lòe. Điện đóm chập chờn quá các bạn ạ. Gì ấy? Cái gì ấy? Cái gì ấy? Cộc đầu, cộc đầu à? Lên à? Lên luôn à? Biết đâu có cái gì nữa hay sao? Thôi, ông quậy, anh không ở đấy nữa đâu. Anh quyết định đi chỗ khác. Thôi, nếu nó còn gì nữa hay sao? Em thấy anh đi chớp nhoáng rồi, đi hết chưa đấy? Đi, anh nghĩ là đi hết nhưng mà anh không quyết định không ở đấy. Cổng khóa à? Cửa khóa là khóa to ấy chứ. Bây giờ phải có chìa khóa cơ. Thế là chìa khóa ở hầm đấy à? Mình nghĩ thế, hoặc là chỗ cố xe gió đó. Ờ, đổi dòng các bạn nó vẫn bắt mình vào hầm. Đi tìm cố xe gió trước đi. Không có lối nào khác. Bây giờ là vẫn phải đi vào. Chỉ có một cái đường hầm ấy thôi các bạn ạ. Ừ. Đây, cố xe gió thì như là không sang được. Ừ. Cố xe gió bị rào mất rồi. Bây giờ nói chung là không đi sang được. Không đi sang được nha. Nhìn kỹ là không đi sang được nha. Bên này, đường hầm của nó bên này cũng còn đấy. Ờ. Nó thông sang bên này các bạn ạ. Đeo kinh quá. Mình vô tình phát hiện được là sao tự nhiên nó lại một cái đường hầm dưới đất thì mà thông. Ủa. Bật rồi. Ờ. Ui. Gì vậy? Kinh quá. Đi lên à? Quá kinh. Vừa đi xuống lại đi lên luôn à? Thế cái gì đâu? Bạn ơi, mình đi vào đây quay vlog nha. Tôi không sợ ma nhá. Có ma đâu. Ôi! Mẹ hết hồn luôn ạ. À. Mày là ai? Nó biến mất rồi. Nó dọa anh ốc ạ. Nó nghĩ anh sợ. Ố, cái hầm này giống hầm lúc nãy mà. Thì nó là một cái hầm thông với nhau mà ốc. Đây, tiếp tục. Ui, sợ rồi, mình sợ rồi các bạn ạ, mình sợ rồi. Nó nhìn nó kinh quá. Nó nhìn bị lột da hay đúng không? Đấy đúng không? Nhìn nó như bị lột da. Cái con này thì cái con đứng trong nhà ấy đúng không? Thằng này sao lại mặc xịp chạy linh tính này? Trong hầm chịu rồi. Thế nó bắt mình không? Không, nó không bắt mình, nó biến mất. Nó dọa mình vãi đái không? Nó chạy rồi các bạn. Ủa, nó phải có cái gì đấy ở đây chứ không có lý nào mà hai cái hầm thông nhau. Đây, một cái vali. Vali hay là bình xăng hay là lấy được cái đấy là ok rồi. Ờ, nó là bình xăng thôi sao ấy. Bình xăng thì mang ra đổ vào cái máy. Ờ, thế đi lên đi. Ờ nhỉ. Cái máy lúc ấy nó báo hết nhiên liệu đúng không? Đúng rồi. Ok. Kệ nó. Mày đứng đấy đi, tao hùng. Wow. Mình đang chờ đợi để nó. Ý hiểu, phết. Ok, quay trở lại ngôi nhà vừa nãy nha. Con này ở dưới hầm không làm gì nhưng mà ở trên là nó bắt mình. Trời ơi, các bạn này nó bóp cổ mình rồi, nó cho mình lấy xăng lên xong nó giết. Rồi các bạn ơi, đi phải nghe cái đứa bé. Đây, các bạn ơi, nó đang đuổi mình đấy. Đi. Ở đến đây nó không đuổi nữa đâu. Rồi. Nó không đuổi nữa rồi. Không bắt con đâu ơi. Cay thật đấy các bạn, nó vồ mình các bạn ạ. Bây giờ mình nhặt được cái can xăng, bây giờ mình sẽ cho vào cái máy này các bạn ơi. Ừ. Nổ máy lên rồi sao? Nổ máy lên, anh nghĩ là mở được cái cửa kia chưa? Hay là trong này nó phát sáng? Thế là vào đây tìm được cái chìa khóa để mở cái cánh cổng ngoài kia. Ê, có cái nốt gì này? Bức tranh. Bức tranh, cái cây, những đứa nhỏ. Và như kiểu đang cắm trại ấy.
camping. Picnic. Nhầm. Không phải camping mà picnic. Rồi. Cực kỳ không thấy gì. À, mình nghĩ rằng là bây giờ hết rồi à? Ở đây không có gì nữa hả? Cái nhà này cao vậy mà mình nghĩ là phải có lối lên. Đấy, thấy không? Đây như kiểu một cái kho chứa thóc các thứ hả? Thế thì nó còn mở được nhiều lắm, không chỉ mở nguyên cái đấy đâu. Để lên đây kiểm tra xem nào. Bức ảnh. Một bức ảnh Slenderman đen xì xì. Có Slenderman sao? Ờ, có hình Slenderman này. Chính nó chứ cái gì này. Ôi dồi ôi. Cái gì đấy, những cái hóa chất gì không sờ được vào à? Không tương tác được à? Không tương tác được. Sơn với cả các thứ thôi. Một cái nhà cái gì nó bị sập các bạn. Chìa khóa. Ô, nhà được chìa khóa rồi. Mở cổng. Ok, vậy là bây giờ mình thôi sẽ... đi thôi. Đi luôn. Mở bây cổng. Bây giờ đi ra cánh đồng kiểu gì cũng bị cái con kia nó chộp. Sợ gì cái con đấy. Cứ chạy một mạch là sao? Không vì gì phải sợ. Cực cay cái con đấy các bạn ạ. À, mình đi bộ giữ sức tí. Ơ, có cái nó gì à? Đằng sau lưng. Em mình đọc rồi mà. Nhưng mà cứ lấy đi. Lấy đi, biết đâu nó lấy. Không lấy được, cái này không lấy được. Lấy được rồi đâu. Lấy được à? Quế. Có nó đuổi, nhạc này là nó có đuổi các bạn ạ. Cọc. Có gì à, thấy không? Kìa, chạy, lại còn zoom vào nữa. Rồi, rẽ trái hả? Rẽ phải, ông phải nhớ đường gì cả các bạn. Chạy. Nó đang đuổi các bạn ạ. Chạy. Nó làm sao đuổi được mình chạy mất tiêu rồi. Mình chạy mất tiêu rồi. Thằng nhóc quái vật không làm gì được mình, cực cay. Ủa, nghĩa địa. Mở cổng ra nghĩa địa. Thôi các bạn ơi, mình định ra nghĩa địa luôn rồi. Thôi sao. Ở trong kia chơi thằng bé còn đỡ hơn ra nghĩa địa. Mình không biết sẽ làm gì ngoài nghĩa địa đây. Mà nó vẫn trong quận băng đấy nhá, chưa phải là hết quận băng đâu nhá. Henry 18241902, cách đi rất là lâu rồi các bạn ạ. Thôi, đi vào. Một cái ngôi nhà ở cạnh nhà nghĩa thờ, địa nhà thờ. Một cái nhà thờ. Trên phía nó đóng cửa hả? Ô, Slenderman. Có nhận chết phải làm thế không? Cả mình, nó đóng cửa rồi. Thế cả mình còn không kịp đọc tờ giấy các bạn ạ. Ồ, nó có một bê. Có rất gì ạ? Đồ chơi. Đồ chơi này. Chính okay. Là đồ chơi của Charlie à? Không biết nữa. Mình nhặt ở bờ biển đấy, thấy không? Ờ, đúng rồi. Còn cái con không nhặt được búp bê. Mà là nhặt tiếp đi. Anh vừa nghe tiếng con gì kêu, anh muốn bảo nhặt hết đi. À, hay. Hả? Con gì nó giết mình rồi. Ốc đấy, nhặt đi. Ngu thì vẫn người. Phải nhặt mà. Không nhìn thấy lại con gì đâu. Đâu, đứa nào mình cũng nhìn. Slenderman đó hả? Đi vào trong. Thằng bé thấy không? Thằng đấy chính là thằng đấy đấy. Chạy đi các bạn ơi, nó bắt mình đấy. Còn đây. Sự có đâm được tướng. Nó không đi ra đây đâu các bạn. Nó làm gì trong đấy? Ê, lại mở ra nữa. Thôi. Gãy. Thôi các bạn. Ở đấy mà hét đi. Hay đấy chính là cái đứa mình đang tìm. Đang lý hả? Ờ. Bảo rồi, thấy chạy huỳnh huỳnh vào là anh nghi rồi. Bị nó bóp cổ cho, lè lưỡi ra luôn. Nhà, ngôi nhà. Viết sức ở trên tường mà mình cứ tưởng có cái gì kinh lắm các bạn. Không có gì, không đóng được cửa. Lên trên cửa tầng. Cửa không mở được, lên tầng.
rất nhiều tranh vẽ. Rất nhiều những cái hình gì đấy? Cái gì á? Trang sách. Một trang sách có biết. Hình một cô gái ở đây giống thân hình của một con gì nhỉ? Không biết nhưng nó toàn xương. Kinh quá. Ồ, trên ghế có cái gì ạ? Hình một nhà thờ. Slenderman. Slenderman, một bông hoa. Đây là núi rồi, núi và mây. Ông thử đọc cái này cái gì nào? Đây là nhật ký các bạn ạ. Nhật ký à? Ok các bạn ạ. Ai đó để cho mình tờ nhật ký, hai tờ. Có thể là biết đâu lại hướng dẫn cách mình tiêu diệt Slenderman thì làm sao? Đọc đi, vậy đọc thử xem. Rồi bây giờ không đọc nữa đâu. Anh cũng không muốn đọc nữa. Bây giờ là anh thử đi tìm hiểu xem là chúng ta có thể làm gì được ở đây nữa đã. Lại một bức thư nữa. Mặc dù là trái tim của tôi gần như đã rất là tổn thương bởi vì là đứa con đã mất tích của bạn. Tôi sợ rằng là sức khỏe của bạn, tôi rất là lo sợ về sức khỏe của bạn, người chị yêu dấu của tôi à. À em nói một chung em đang rất lo lắng cho chị vì con chị mất tích. Đây rồi. Rơi xuống một tận. Hết hồn. Hết hồn. Má hết hồn. Đây thôi. Bị. Hai cái chân chạy quá ông ạ. Nhưng nó là một đoạn băng thôi, hết băng rồi. Hết hồn cái con kia luôn ạ. Cay cực. Đấy, chỉ là một quận băng. Chưa hiểu là cái gì. Nói chung là mình đi tìm kiếm cái đứa em bé đấy thôi. Bây giờ xem nó quận băng đi ra à? Thế là đi ra luôn. Đấy. Rồi đi ra làm gì tiếp ốc? Đi có ra. Cái nót, có cái nót. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Ai làm gì bạn đâu? Đi vào, vừa đi ra, đi vào. Anh xem có lối nào đi qua đây không? Không đi được. Không đi được rồi nhỉ? Ê, tắt bỏ cái màn hình quay đi, cho dễ nhìn. Ra rồi, thế là ra luôn. Ra được các bạn ơi. Vẫn vậy, ra luôn đi. Đi ra thôi. Vẫn đang ở trong cái công viên đấy. Chưa thoát khỏi, mình đang đi tìm hiểu về cái vụ mất tích đấy mà. Ai đó đã vứt viên pháo sáng ở đây. Mình sẽ tiếp tục dẫn lên trên này. Ồ, trời sáng rồi ông ơi. Ở trên này mình thấy có một cái tờ. Nó lấp lóe số 10. Số 10. Ok, đi tiếp kết rồi. Bị làm sao ấy. Nói thêm kết ra khổ. Ừ. Rồi đi đâu nữa? À, đây có chỗ vào mà không vào này. Ôi giời, ghê thật chứ. Lại phải vào rồi. Gì đấy? Lưu game rồi. Anh vừa bấm một phát đóng cửa vào luôn rồi các bạn. Lưu game. Đang vẽ một hình tròn và dấu X, gia đình, một đứa con trai và ai? Chính là thằng bé đúng đấy. Nó rình mình đấy. Không phải đâu, con trai ông này. Thế á, ông này nghiên cứu. Con ơi. Ông này nghiên cứu. Con ơi, con có phải là đi là ra ngoài thôi, là xong. Con của bố mẹ ông này ở đây, bố mặc áo cam, mẹ mặc áo kẻ, con mặc áo đỏ, thằng con này hả? Con. Đi ra ngoài thì hỏi xem có phải có. Oh my god, Slenderman xuất hiện trong nhà luôn. Và nó teleport mình đến đâu đây? Out. Phần ở với dưới nó ghi out. Ôi giường bệnh luôn mà. Phòng bệnh rồi. Nó bắt đầu bắt bê thành nghiên cứu rồi. Out. Ra, cút. Rồi, đây là một cái báo cáo về bệnh nhân. Bệnh nhân tâm thần. Chính là Baby Thành. Thế rồi mình điên ra lại bệnh nhân lại nằm ở bệnh viện bỏ hoang này. Lại như món đồ chơi này. Ừ, là bệnh viện, là bệnh nhân là em bé đó. Hả? Thế mình là người lớn mà sao lại cho mình ở đây?
Thì có sao đâu, bị bệnh vẫn vào bệnh viện. Mấy cái giấy tờ tài liệu gì à? Trông kiểu, trông kiểu túi, trong túi này có thi thể người này. Ờ, thôi tránh anh đi, nhìn ghê quá. Nhìn quá các bạn này. Yeah. Hờ, đóng cửa rồi. Nó đóng rồi. Cần phải có chìa khóa. Chìa khóa lấy ở đâu đây? Cái gì đây? Búp bê đấy, con búp bê vừa nãy đấy. Đứa nào chơi con búp bê kinh này? Chả gì đúng không ạ? Tìm chìa khóa đi, chung vào. Bên giường bên này nè. Đây, chìa khóa đây. Ừ, mở thôi. Ủa, thế có gì mà khó đâu. Ta lại vứt chìa khóa ở đấy. Mở ra hành lang bệnh viện. Toàn rác bốc mùi luôn, chắc là lại có cái gì đấy thối ở đấy. Ồ, một tờ báo. Ba trẻ con mất tích rồi các bạn ạ. Rồi, những vụ mất tích bị Slenderman bắt cóc và hãm hại. Yeah. Không mở được. Mình ám ảnh những cái bệnh viện bỏ hoang cực kỳ luôn các bạn. Các bạn nhìn cái xe lăn này. Trong phim kinh dị có con ma ngồi trên xe lăn đứng cuối hành lang, nhìn vãi đái ra quần luôn. Toilet. Bây giờ mở toilet ta thấy một anh hello thì thôi. Hôm nay anh quay trên TikTok có cái gì? Hello, sao tiếng? Hello. Thôi, đi đi. Sợ lắm luôn các bạn. Ở vệ sinh nam nữ khác nhau. Không có gì. Alo. Ủa rồi. Ủa rồi. Mình đi từ mình bên này. Mình đưa về. Tôi đang lạc ở bệnh viện bỏ hoang nè. Đây là phòng của một bác sĩ. Cây thối um à? Ô, kia là cái ống lấy máu để xét nghiệm đó các bạn. Đây là đèn này. Kính hiển vi này. Lại là một cái giấy tờ gì đấy. Thuốc à? Thuốc là cái gì ấy? Một cái nốt thôi. Hết thuốc rồi kể. Nói chung đồ dùng của bác sĩ. Mình không phải bác sĩ nên mình đi ra. Bệnh viện. Đây là bây giờ đến với vlog khám phá bệnh viện bỏ hoang nha các bạn. Đấy, xe làm để ta lung tung luôn. Giờ ngó ra, ủa bệnh viện này ở giữa rừng luôn các bạn ạ. Bệnh viện này chắc là bệnh viện gì lại làm ở đây? Yeah. Nổ bóng đèn. Rồi mình phá bệnh. Ui, một cái túi có máu các bạn ạ. Túi xác đấy, ghê chưa? Còn sống không bạn? Really nigga. Còn sao hỏi nó còn sống không, mất điện luôn rồi. Anh đi ra rồi đấy baby này. Đóng cửa vào cho bạn in nghỉ. Yeah. Một món đồ chơi. Bạch. Không lấy được, nếu mà lấy được nó sẽ có đánh dấu cho mình rồi. Chụp x-quang. Ừ. Đây là tim, phổi, chân tay, đầu óc, não bộ. X-quang này chụp được não, nó chụp hộp sọ á. Ôi, bê của Thành chán. Rồi, ở bên này. Không có gì. Có mấy cái giường bệnh mốc meo hết rồi. Ồ, đến gần lại đi. Nó gọi kìa. Bạn gọi kìa. Đến luôn, bạn ơi. Đấy, bạn ăn cái gì ấy bạn? Em ơi. Ồ. À, tất cả chỉ là ảo giác thôi nhé. Hai cửa này không mở được này. Ừ. Ảo giác. Để trái. Em bé ơi. Ảo giác còn gọi cái gì? Khu văn phòng của bệnh viện. Chả có gì. Một bức tranh vẽ rất là trẻ con. Không có gì các bạn ơi. Đèn ở đây vẫn sáng. Vẫn là những cái nốt của bác sĩ. Những người làm việc ở đây người ta để lại thôi. Ảnh chụp não. À, chụp sọ. Đây là máy bán hàng tự động. Bán hàng cà phê. Tự động cà phê. Lấy được đèn pin. Cái bệnh viện này quá rộng luôn, mình cũng không biết mình đang làm gì ở đây. Chắc là mình đang đi tìm đứa con của mình đấy. Chính là cái đứa lúc nãy mà nó thoát ẩn thoát hiện đó các bạn. Thế à? Ờ, mình trong vai người bố ở trong bức tranh các bạn ạ. Cái gì đấy tít tít đấy? Có bệnh nhân mới à?
Tuy nhiên thì có điện bệnh nhân thì là khu này là khu lối đón tiếp bệnh nhân đấy. Tự nhiên đón tiếp bệnh nhân chi? Mình đi lên hay đi xuống nhỉ ông nhỉ? Đi xuống. Ra đi. Rồi có quá nhiều phòng ở đây, mình đi mà mình buồn nôn luôn các bạn. Mở lốc chắc khóa rồi, chắc là cái gì? Phải đi tìm chìa khóa đấy. Phòng chờ đợi được khá này. Con ơi, con ở đâu? Bố đi tìm mà hoa cả mắt đi chứ. Các bước rửa tay. Rửa tay luôn hả? Ừ. À, nó nhốt mình à. Bưởi này nó nhốt mình. Gì á? Uống gì ấy? À, con gấu này, con gấu của Charlie này. Charlie đi gần vào xem nào. Quả bóng. Bóng rổ, à bóng, ừ. Bóng rổ. Máu. Mở ra. Ở đây nó ghi là him, anh ấy. Ừ. Him chính là Slenderman. Nó bắt xem cái đấy nó mới cho mình đi tiếp các bạn ạ. Quá rồi. Ai, kinh quá. Đây có một cái thi thể đang nằm ở trên giường bệnh và kia là Slenderman đứng giữa rừng cây. Vào đi thôi. Đừng bảo con này nó dậy nhá. Ờ chịu, em chịu rồi. Con đấy nó dậy đúng mình khóc luôn các bạn. Đừng dậy nhá bạn. Chắc nó không dậy đâu. Cái gì? Kim dao, tiêm. Dao mổ với cả kim tiêm. Ừ, có vết tay chỗ kim tiêm kìa. Thôi thì sao cả, anh cũng không nên ở đấy đâu. Cái này nếu bạn nào muốn tìm hiểu thì các bạn có thể dừng video lại và các bạn dịch nhá. Mình thì không muốn tìm hiểu gì cả các bạn. Mình quá ghê rồi. Mình chỉ muốn chơi xong game này thôi. Không, mình muốn thoát ra khỏi đây các bạn ạ. Trời ơi, hết hồn. Giường rơi xuống. Giường may đi nhanh thêm tí nữa là rơi chợt bẹp dí rồi. Không đi được. Quay lại, nó bắt mình quay lại. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Chính là con hep, mình. Hep. Trên kính có bàn tay có máu. Cứu. Ờ, không cứu được, vẫn thế. Đóng cửa vào nó lại bay lên. Nó gọi là bật chế độ bay lên á. Bây anh đóng cửa vào đi. Nó không bay đâu ốc ạ, làm gì bay. Nó bay lên đấy. Nó vừa bật chế độ bay lên. Em bước xe đi thôi, bay lên đâu mà bay. Ờ. Đấy là ảo giác của mình thôi. Rồi. Thôi đi tiếp đi. Sao đi quay lại. Không, nó bắt quay lại đây nhìn xong cho đi tiếp luôn các bạn ạ. Bây giờ gặp Slenderman nhiều quá, sợ quá. Nhảy xuống. Ồ, xuống sảnh rồi các bạn ơi. Ừ. Chỗ nãy mình vừa đứng ở trên mình nhìn xuống ấy. Đấy, mình ở trên tầng 3 kia nhìn xuống. Ừ. Xem dưới có phòng nào mở được không và khám phá. Không mở được, không mở được. Không mở được rồi. Thang máy ồ và thang máy. Thang máy hỏng, không đi được. Thang máy này còn rơi nữa. Con ơi! Đi vào quầy lề tòi quầy bệnh viện thế nào? Con ơi, con có đây không? Thôi anh nghĩ là mình nên thoát khỏi đây đâu ạ. Anh nghĩ là không nên ở đây. Hết rồi, không có gì rồi. Thôi đi đi. Đi vào lối exit, đi vào cửa cây này xin. Héo mòn luôn rồi, không lâu không ai chăm sóc. Giấy này chắc của ai đấy vo vứt ở đây các bạn. Không có gì á. Đấy cũng không có gì. Thuốc. Đi ra thôi. Gì vậy trời? Chạy vào lối thoát hiểm này à? Đây nó mở rồi. Nó mở rồi kìa. Cửa nó mở kìa. Thấy không? Cái nút đỏ ấy không? Thấy không? Cái nút đỏ trên bàn ấy không? À đây. Oh my god, Bê Quý Thành ơi. Anh có thật sự biết chơi không? Rồi nó mở cái gì? Đi ra ngoài. Bên trái, rẽ trái đi. Cửa đóng rồi. Ủa rồi vậy nó mở cửa nào? Nó không cho mình thoát rồi.
trong đó thì ôi có lối này. Oh, chui ra thang máy hỏng. Ok, đi bằng đường ống thông gió. Tiếp đi. Không nha, có ai đó đã từng chui bằng cái đường ống này. Ừ. Chứng tỏ là em bé đã bị thí nghiệm và biến thành quái vật nên nó chui lên đây và nó vẽ ở đây là. Giờ nó vẽ là mũi tên kìa. Đây là đồ chơi này thấy không? Ừ. Thuốc này và đồ ăn này. Ừ. Vẽ những hình cái cây. Nó trốn. Vẽ khu rừng đó các bạn, khu rừng ở nơi Slenderman sống đấy. Ừ. Thế là cậu bé đã lên khu rừng và biến thành Slenderman. Hoặc là làm tay sai cho Slenderman. Ừ. Ờ, chính là cái đứa bé mà nó bắt mình ở trong cái quận băng đó các bạn. Ôi, em ơi, em ơi. Ôi em ơi, anh chị ơi em à. Đi bằng ốc hụt à. Kệ nó đi, kệ nó đi. Kệ nó đi. Dế trái. Anh thử bấm xem có mở được không. Ốc hụt mở cái gì. Chết rồi, đến đây là bị ảo ma Canada, Ethiopia rồi. Ồ, một em bé, nhìn thấy một em bé. Ờ, cái gì vậy? Dễ cây. Rồi, đèn hỏng rồi. Ôi trời ơi, đi đến đâu dễ cây đến đấy nha. Ờ. Ôi, quá ghê luôn. Cái gì vậy? Mở exit ra. Open the door. Ồ, tưởng là mở exit nhưng không phải là. Là vào, vào ngõ cụt. Đi tiếp, đi tiếp. Chạy thẳng, chạy thẳng. Nhìn xung quanh làm gì? Xem có lối nào đằng sau không? Không có. Thì nãy giờ mình bị lừa các bạn ạ. Rồi, đi tiếp. Kinh quá. Phòng xác đấy các bạn ạ. Mở cửa đi, mở cửa đi. Đừng nhìn như thế nữa, đóng chóng mặt quá. Chìa khóa ở chỗ nào? Cần chìa khóa bên, nhìn bên phải, nhìn bên phải. Đó. Cái gì vậy? Anh vừa bóp cái gì á? Em không biết, anh vừa bóp cái gì đấy. Đây, bên bên này, đấy. Đúng rồi, lấy chìa khóa, được rồi, lấy được rồi đấy. Lấy được rồi đấy, mở thế nào? Không phải, anh không bóp phải. Mấy cái đấy mấy lần rồi. Ồ, anh bóp sai, nước dâng lên nha. Tìm mấy ngăn này này. Đúng rồi, ốc quả đi nhanh quá đang. Đây, chìa khóa đây. Đây rồi, đây rồi. Bóp sai là nước dâng lên này các bạn thấy không? Đấy, biết thế mình đi từ từ là mình chạy luôn ra được rồi. Ốc quả xuống mình chạy nhanh quá, mình không biết đây cửa khóa. Nước dâng lên rồi. Bây giờ là cắm đầu chạy thôi, không biết chạy lối nào nữa không. Mình đã tắt hệ thống an ninh rồi. Và mình nghĩ là mình sẽ đi tiếp vào đầu này các bạn ạ. Vào đấy đi, vào đấy đi. Nhìn thấy không, nhìn thấy không? Chính là thằng bé đó các bạn ạ. Thấy không? Đi vào đi. Ảo giác rồi. Con ơi, có phải con không? Chính là nó. Nó vẫn mặc đồ bình thường ở nhà mà. Có phải con không? Con đó hả? Rồi xong đi đấy. Rồi xong. Đèn tắt rồi. Tắt rồi thì làm sao? Hết tắt rồi phải làm sao? Cứu, cứu tôi. Hết cứu rồi, hết cứu. Ông là ai? Tại sao ông lại làm tôi gì tôi đây? Rồi sao? Nó làm biến mất cái xác này luôn nha. À, nó mời mình, mời anh đi vào cửa đấy. Mời đi à? Đi luôn. Tầm này sợ gì nữa các bạn. Chạy nhanh đấy nhỉ? Mình đuổi đó mà không kịp luôn các bạn. Cứ chạy lên mãi đi. Đây rồi, bên trái. Sao lại có thể mở đi mình wow. Tròn thế nhỉ? Đây là tầng thượng các bạn ạ. Nó cho mình lên đây làm gì? Không chui qua được. Không nhảy qua được. Trên này có tờ giấy, đọc tờ giấy. Gửi cho nhân viên. Admin của bệnh viện này là Emily Thompson. Gửi cho bệnh viện các bạn ạ. Nhảy xuống. Không nhảy được ông ơi.
không leo được này. Ủa, mình làm gì ở đây? Hello. Hello. Phù biên nữa. À, đây, chui qua đây các bạn ạ. Thấy mình không nhìn ra. Lại chui. Nhảy xuống. Ấn đầu vào ngõ cụt luôn ạ. Nhìn là ngõ cụt vẫn ấn đầu vào được. Biết đâu chỗ đấy lại có cái chỗ nào mà mình tụt xuống được sao. Ô kìa. Thoát rồi. Thoát rồi. Ui. Con. Có phải con đấy không? Rồi, đang khóc, đang khóc, đang khóc. Là bố mẹ đang khóc. Chính rồi, cái cây đỏ ngòm luôn. Từ đã, anh nghĩ nó biến thành quái vật. Biết ngay mà, nó biến thành quái vật rồi các bạn ạ. Đứa con nó biến thành quái vật rồi. Rồi, xong. Xong. Sao thì ở một cái phòng gì đây? Nhìn như là nhà thi đấu ấy các bạn. Thôi xong rồi. Âm thanh của Slenderman. Và lại bắt mình đi đâu đấy? Bác sĩ bảo là hết cứu rồi. Hết cứu à? Ừ. Slenderman đây các bạn ơi. Hai Slenderman luôn. Ồ, vẫn ở chỗ đấy. Vẫn ở chỗ đấy các bạn ạ. Ôi trời ơi, chết rồi. Rồi sao? Rồi sao? Exit đi thôi. Kết thúc điều này đi. Verify. Mở. Save your son, ok. Bảo vệ người con của tôi. Tất nhiên rồi. Clean sweep file đi thôi. Cái gì trên nhà kìa? Nó phản lại từ cái này lên trên. Cái gì, có cái gì đâu. Đây đang đi đây. Nhìn trần nhà cái gì, nó phản chiếu lên chứ có cái gì. Kinh quá các bạn ạ, không phải đâu mình nhìn thấy cái gì đấy ạ. Cái gì, chả có cái gì. Mình sao phản chiếu được, đây cái gì đấy. Ừ, cháy à. Hệ bóng Slenderman. Rồi. Người đàn ông rất già. Mình ngất rồi. Ngất trên nền đất rồi. Mình ngất rồi. Cuộc đời trời có chấm hết rồi. Rồi vậy xong là mình đã tiến lên vào. Không biết có bảo vệ được đứa con không. Nhưng mà bị Slenderman nó làm gì đấy rồi. Đỏ ngòm các bạn ạ. Vâng. Đã kết thúc một cuộn băng. Vâng. Và nói chung là vô, thật là vô nghĩa. Nó chỉ là một cuộn băng thôi. Ờ. Vẫn là một cuộn băng các bạn ạ. Bây giờ mình lại phải đi ra. Ơ. Ủa. Đi một hồi mình lại chui vào cái đường hầm này các bạn ạ. Vẫn là căn nhà đấy. Từ từ để xem có mở được ra không. Lũ. Lũ quá các bạn ạ. Vẫn còn một quận băng à. Hay là mình vẫn phải xem quận băng. Tiếp tục xem một cuộn băng nữa các bạn ạ. À lúc ấy mình mới chỉ xem một cuộn băng. Đây còn một cuộn băng nữa. Hả? Đấy. Lú quá. Cực kỳ lú, game cực kỳ lú các bạn ạ. Đấy. Mình giảm âm lượng đi tí các bạn. Cô gái này đang quay một cái gì đấy, đang vẽ nguyệt ngoạc. He's here. Anh ta đang ở đây rồi. Anh ta đang ở đây các bạn ơi. Đóng tất cả cửa sổ vào. Và cửa chính vào. Đóng vào. Đảm bảo rằng tất cả các cửa đều đóng. Ok, đóng rồi anh. Đóng rồi à? Nhìn nó thấy mà. Ủa alo, đây cửa này đóng rồi. Ủa nó đi vào. Có Slenderman. Đây là mình trong vai kết thì sao đúng không? Đóng rồi. Đây, chưa đóng. Đóng rồi. Bên trái có cửa. Bên trái có cửa. Bên trái phòng tắm có cửa. Nhìn xem nào. Đâu? Đi vào đi. Đây. Rồi có đâu. Cửa đóng rồi. Ui, anh sao đấy? Tập trung kiểu gì mà không nhìn thấy. Đóng. Ui, vào. Cửa chính còn không đóng rồi. Nó đi vào, đi bộ vào luôn. Đóng rồi. Đóng rồi các bạn. Tối quá. Chưa đóng kìa. Chưa đóng này. Đừng cho Slenderman vào. Đóng vào. Chúng ta đang cố thủ trong nhà các bạn ạ. Mau đóng hết vào, đừng cho Slenderman. Đóng rồi. Chắc là Slenderman không vào được đâu nhỉ.
Em không biết, đấy là do anh đóng cửa được hay không. Cửa kia chưa đóng kìa. Em thấy rồi. Nó vào được hay không còn do anh mà. Nhưng mà nó là kìa, cửa kìa. Nhưng mà nó là ác quỷ thì mình đóng cửa gì cũng được. Bên phải đây. Ok, đóng không? Thôi nó vào. Trốn. Đi đâu? Trốn trong phòng của mình, lên tầng. Thế tầng lối nào nhà mình mới nhờ hàng xóm đây đâu đâu. Đây, phòng mình đây. Đóng à? Ôi, nó đợi ở trong phòng rồi. Thôi xong, nó bắt mắt ở ngoài cửa sổ luôn rồi các bạn ạ. Rồi xong. Băng này khá là ngắn. Nói chung là mình làm kiểu gì mình cũng không thể thoát được cái con Slenderman này các bạn ạ. Ừ. Mặc dù nó rất nỗ lực nhưng rất mà rất nỗ lực đóng cửa thứ nhưng mà nó là ác quỷ mà. Làm sao rồi, mà thoát chúng ta được. Chúng đã xem xong cuộn băng này. Hy vọng là xem xong thì cửa sẽ mở. Hết rồi. Hết rồi các bạn ạ. Ok, cửa mở nha. Tắt đi anh ơi. Tắt cái màn hình quay đi cho đỡ. Ok. Tiếp tục hành trình và mình đi ra phía sau của cái nhà này được rồi. Tao thấy mệt dần đều rồi nha. À, mình đang lên núi các bạn ạ. Chứng tỏ là mình sắp tới cái tháp ở trên rồi. Ừ. Là tháp truyền hình đúng không? Em không biết. Hay là của sóng nhỉ? Truyền hình cái gì? Kìa, thấy không? Nó giống như cái cột sóng thôi. Ờ, cột sóng hay tháp thì không biết được. Mình cứ lên trên đấy đã, tính sau. Đường lên đây rồi. Đâu nhỉ? Ố. Đây có con đường mòn thì mình không để ý. Dưới. Không được rồi các bạn ạ, mình lại phải đi xuống xuyên qua cái chỗ hầm mỏ này. Một cái khu hầm mỏ nữa. Nhưng mà đã đóng cửa rồi. Chui quá. Mình bảo phải tìm đồ gì nữa nha. Rất là xì chết trong cái việc vào hầm mỏ rồi nhé. Có một cái thùng này. Meet me. Rồi, thế đã. Thế thôi. Em muốn đọc nhiều hơn cũng được nhưng mà em nghĩ chúng ta chỉ cần đọc như thế thôi. Tất cả nó chỉ là những bức thư. Ôi, cái đường hầm có vẻ rất là sâu các bạn. Mình đi mãi mà chưa hết. Trên này là những nét viết nguệch ngoạc. Ha ha, tiếng cười. Anh ta đang đến đấy. Kìa, ở dưới có cái gì kìa. Anh ta đang đến. Ha ha ha. Tôi rất là xin lỗi. Tôi rất là xin lỗi cho mọi thứ. Đây không phải là lỗi của bạn đâu. Tôi đã làm điều này. Tôi đã đọc cái điều này và đã quá muộn rồi. Đừng để anh ta sống thêm nữa hả? Đây là lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi có thể kết thúc chuyện này. Tôi sẽ để anh ta vào, đi vào trong. Tại sao tôi lại không để anh ta vào trong? Tại sao tôi lại vẫn chưa để anh ta vào trong? Tôi xin lỗi. Ui, linh tinh quá. Nói chung là muốn tiêu diệt anh ta nhưng mà lại không tiêu diệt được anh ta. Tóm lại là cứ đổ lỗi cho nhau xong rồi cuối cùng là nhận là lỗi của mình. Thế là đến lượt mình sẽ tiêu diệt Slenderman. Các bạn yên tâm đi. Và từ nay không còn Slenderman trên thế giới đâu. Rồi. Gì đây? Vừa nói xong nó cháy rừng rồi. Rừng đang cháy. Cháy rừng rồi. Chạy lên tháp đi. Cháy rừng rồi. Tháp ở đây. Đây đường này. Đường này. Nó đuổi các bạn ạ. Nó đuổi mình. Ôi, chặn đường rồi. Đi bên này. Chặn đường, ta chạy bên này. Đây. Rồi, nhớ không? Mình sẽ nó chặn đường tiếp đi bên này. Các bạn nhớ không? Mình sẽ phải leo lên trên đỉnh tháp hay sao ấy? Ban đầu ở dưới nhà ấy, nó vẽ chúng ta phải lên trên đỉnh tháp mới được. Đúng rồi. May là mình không đi nhanh, không có đấy cây đổ, nhà đổ chết queo luôn. Ôi dồi, các bạn ơi, ghê quá. Bây giờ mình cứ cắm đầu mình chạy thôi. Mình hy vọng là mình sẽ thoát khỏi đây được và mình sẽ tiêu diệt được Slenderman và từ đấy mình sẽ trở thành YouTuber nổi tiếng nhất thế giới. mình đã gặp Slenderman trong video và còn tiêu diệt được cả Slenderman. Chặn đường, quay lại con xe, đi bên trái. Bên này có đường mà không? Làm gì có đường? Chặn rồi còn đâu có đường? Kệ nó níu nhiễu. Nó cực tròn mình các bạn ơi. Nó làm đổ hết cả mấy cái cây. Với cả là nó làm đứng chặn. Ui anh ơi, em xin lỗi. Chặn rồi. Chặn rồi, được ngày nó đứng.
Có khi nó không đứng nữa. Ờ, nó không đứng nữa rồi các bạn ạ. Nó ngu thật. Con quái vật Slenderman này cũng không thông minh lắm. Mình tưởng nó phải thông minh, nhưng mà nó ngu si. Leo lên, leo lên. Mày chết chắc rồi, tao leo được lên cái tháp này, truyền hình này thì mày đi đời luôn. Slenderman này. Slenderman này. Ui. Các bạn ơi. Khẩn trương nhá, chỗ này khẩn trương. Giai đoạn này gọi là nước rút rồi các bạn. Kì một cái chìa khóa. Nhìn xung quanh. Không thấy một phòng cái kia rồi. Tôi cần một cái chìa khóa. Nikki, Nikki đây đây. Rồi 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 rồi. Lên thôi các bạn ơi. Có chìa khóa rồi. Cái mẹ ảo này. Cái mẹ nó lừa mình nhá. Ôi xong rồi. Ủa sao? Đèn pin hết rồi. Ủa rồi thì đi kiểu gì? Ê đi bên kia đi. Đi bên kia đi, dãy trái đi, đúng rồi. Ô, dãy trái này quay lại à, dãy trái này. Dãy trái này là đến đâu? Dãy phải đi. Ờ đúng rồi. Kệ nó, kệ nó. Đi tiếp. Ờ. Ui, cuộc đời B của Thành không có mình. Tự nhiên dẫm vào lửa lại sống. Burn, burn, burn. Ờ, đây là sự lựa chọn của mình. Mình phải chết thôi. Mình đã thất bại rồi. Mình đã thấy một người đàn ông bị chết cháy ở đây. Rồi, và nó có một cái đồ gì đấy. Lấy cái đồ chính đấy. Chính là camera đó. Chết đi thôi. Let go, đi thôi, đi thôi. Tôi không thể đi. Ai thất bại rồi. Tôi thất bại rồi. Thế là mình cũng đứng đây, mình cũng chết cháy hả? Không, mình không có chết. À, người này tên là Sia các bạn ạ. Sia nha, Sia chết cháy rồi. Sia chính là ông cảnh sát đến điều tra ở chỗ đông trại đấy các bạn. Sia bị cứu kết nhưng mà chỉ một người chạy thoát thôi. Thật sao? Đóng rồi. Biết ngay rồi. Tiếp tục đến đấy đi, mình chắc phải nghe hết cái này mới cho mình đi tiếp. Tiếng ông này hét thất thanh, tiếng là tiếc ông, tiếng ông này bị chết cháy à? Ai mà biết được. Ờ, mũi tên này. Thì đập ấy. Cửa. Ờ, tối om màn hình luôn. Ủa, sao? Đi rồi à? Mình đi rồi à? Anh đi rồi đấy. À. Né chưa đi luôn. Cái gì đấy? Ôi dồi. Em ơi. Em ơi. Hầm nhỏ hả? Chỗ nào đấy? Hầm hả? Leo lên, kệ nó. À. Nó không cho mình đi. Thế thì mình đi chỗ khác. Phải kiếm cái gì à? Kiếm cái gì cho nó à? Đúng rồi, phải kiếm cái gì cho nó. Không có đèn. Em ơi, em muốn cái gì em ơi? Đừng có đi vào đấy. Mình đang phải kiếm cái đồ gì, anh em phải đi ngóc ngách để kiếm đồ biết mà. Biết rồi nhưng mà đi vào đấy làm đây. Gì? Mình đã còn tìm vào đấy giấy. Rồi. Hỏi chấm. Cái hỏi chấm. Cái gì nhỉ? Nó muốn cái gì? Nó đẩy mình ra luôn các bạn ạ. Nó muốn cái gì ta? Có một cái hòm ở đây. Một cái tủ ở đây. Đây rồi các bạn đừng ơi. Đừng đi vào lại mà anh. Đừng đi về phía bên kia có cái bồn tắm mà thấy không? Ồ, đây các bạn ơi. Rồi. Read đi. Read, read. Ấn chữ read để đọc cho nó kỹ. Hắn ta đã dừng lại cái việc đi đến nhà tôi và hỏi về con trai của tôi. Tôi đã luôn luôn nói lại là bảo hắn ta đi đi. Nhưng mà hắn ta càng ngày càng đến nhiều hơn. Và tôi vẫn đang rất là kiểu quan sát anh ta. Đấy. Nhưng mà nó không thể là suy nghĩ của anh ta được. Tôi biết nó là không thể. Nhưng nó lại rất thật. Mọi nơi tôi đi, tôi đều nghe thấy giọng của anh ta. Nhưng âm thanh này giống như là anh ta đang hét lên. Giống như là... Đây không giống như là con trai mà tôi từng biết. Tôi không thể thoát ra khỏi đây. Vậy là đây có thể là con trai mình. Nhưng lại cũng không phải là con trai mình. Đấy. Thế bây giờ nó đi rồi. Đúng rồi, thôi được rồi, lên okay. Thôi rồi, nó đi rồi, được rồi. Ôi sao lại khóc. Đừng khóc. Tôi xì chết luôn rồi đấy. Xì chết rồi, nhìn loanh qua loanh quanh. Đi xuống à? Cái gì đây? Không. Ra ngoài rồi, à không, xuống dưới, đây xuống dưới.
anh vừa xuống, anh vừa từ đây đi lên mà Thành anh đi xuống dưới làm gì nữa à? Ôi, anh ngó xem cái gì khóc. Khóc, nó khóc bên ngoài, nó khóc gì ở đó. Ủa? Cửa này không đi được rồi. Tiến đến gần hơn đi mới nhìn thấy rõ. Tối quá các bạn ơi. Tối quá nhưng mà đi gần nhìn thấy được á. Mình sẽ đi mon men theo chỗ này. Không đi được. Mình vừa đi vào đây, anh vừa đi một vòng hay sao á. Đây. Vì xa kết. Cái gì mà ấn phải chuột. Ấn phải chuột thì điện pin rồi. Ủa sao? Một người nằm bị kéo đi rồi. Mình chứ ai? Chính là mình hả? Chứ gì? Mình bị kéo đi rồi các bạn ơi. Từ nay không làm vlog cho các bạn xem được rồi. Con ma điên rồi. Nó lừa mình, nó biến thành... Ồ, vậy các bạn ơi, một cái kết thật là bi đát. Mình đến tận nơi trên cái tháp và mình đã bị bắt đi. Mình bị lôi đi các bạn ạ. Rồi, và thế là vlog quay về Slenderman đã kết thúc tại đây. Và các bạn thấy Slenderman trong tựa game này có đáng sợ không? Hắn là một con quỷ các bạn ạ. Và mình ở trong cái game này mình đi tìm về một cậu bé tên là Charlie. Ờ. Charlie thì trong một buổi đi chơi với bố mẹ bị thì mất đã tích. Bị mất tích. Và theo như đoạn băng mà mình xem được thì bạn đã bị Slenderman bắt đi. Ừ. Tuy nhiên thì bằng tất cả mọi cách thì kể cả Kate hay kể cả một viên cảnh sát tên là Sia cũng đều không thoát khỏi Slenderman. Sia biến thành quỷ hết. Sia còn bị chết cháy. Và cái kết cục cũng không có gì tốt đẹp, đó chính là B Quy Thành đã bị lôi đi rồi. Ờ, và mình cũng không biết là mình còn sống hay đã chết, thì các bạn nhớ bình luận dưới là các bạn biết là mình ở trong phần game này mình đã sống hay đã chết thì các bạn bình luận dưới nhá. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại bạn video sau. Bye. Một tựa game rất dài nhưng khá là hay và cũng rất nhiều là điều bí ẩn. Nếu như bạn nào mà biết cái cốt truyện của tựa game này hoặc là biết về những cái kết khác thì các bạn hãy comment để cho bọn mình biết nhá. Thật ra có thể xem phân tích game nhưng mà bọn mình cũng hơi mệt rồi. Ờ đúng rồi, tựa game này quay mất khoảng mấy tiếng rồi các bạn ạ, vì đi lòng vòng nó cũng mất thời gian rồi. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại bạn video sau. Bye bye.